Sao em không ăn đi? Em đợi anh. Em đoán là anh sẽ đến. Mà may quá, anh đến thật. Chuyện cái mì sao rồi hả anh? Em không dám gọi điện nhiều, sợ chị nghe được lại làm khó cho anh. Bố con anh đã nói chuyện thẳng thắn với nhau. Anh nhận ra là từ trước đến nay anh khắt khe với nó quá. Anh chỉ toàn đòi hỏi mà không hề quan tâm đến cảm xúc của con. Anh ân hận quá. Vẫn chưa muộn mà, đúng không? Anh lại cảm thấy muộn. Giờ nó đã lớn, rời xa vòng tay của bố mẹ, muốn bù đắp cũng khó. Anh là bố, anh phải chủ động mở lòng ra với con, phải tạo được niềm tin với con, thì tự nhiên tình cảm của hai bố con mới sát lại gần nhau. Anh sợ nó bị tổn thương lâu quá rồi, tình cảm đối với bố mẹ cũng nhạt phai. Mà mẹ nó như thế, còn anh thì... Không sao, em nghĩ là bố con anh đã thẳng thắn chia sẻ được với nhau, thì chắc chắn My nó sẽ hiểu cho anh thôi. Chuyện này em có kinh nghiệm lắm. Thế còn em thì sao? Khi Hoài tới, sao em không gọi điện cho anh? Em sợ anh lo lắng. Tất cả là tại anh. Vì anh mà ai cũng khổ. Vì anh, em không khổ. Alo. Cô làm phải không? Cô điên à? Không, tôi rất tỉnh. Tôi không bị gái gú nó làm cho mờ mắt giống anh đâu. Cô làm thế, cô có nghĩ cho con My không hả? Bao nhiêu lần nó xin được yên, xin được quên đi để bắt đầu làm lại từ đầu, cô không hiểu à? Từ bao giờ mày biết quan tâm đến suy nghĩ của nó thế hả? Tôi nói cho anh biết nhá, tất cả mọi việc tôi làm đầu tiên là tôi lo cho con cái, cho nên anh không đủ tư cách để dạy khôn tôi đâu. Vào đi. Anh. Sao em lại lên đây? Em đọc thông tin trên mạng, thấy lo lắng quá nên muốn đến xem anh thế nào. Không biết Gimmy thế nào rồi. Anh muốn gọi điện cho nó nhưng lại thấy xấu hổ, vì không thể bảo vệ được con. Hồi clip của em với My ấy, mọi người cũng quay ra chửi bới, mạt sát em ghê lắm. Bây giờ nghĩ lại, không hiểu sao lúc đó em lại có thể vượt qua được. Đã có lúc em nghĩ đến việc tự tử đấy. Bây giờ nhìn thế này thôi, nhưng thực sự thời điểm đó đối với em rất kinh khủng. My bây giờ cũng thế. My nó còn trẻ người non dạ. Có những chuyện đáng lẽ ra phải chôn vùi đi, cứ đào bới lên, chẳng biết là ai đúng ai sai, tất cả chỉ làm cho mọi người đau khổ thôi. Em cũng nghĩ như thế đúng không? Thế mà không hiểu sao mẹ nó lại không thể nghĩ được như thế nhỉ? Suốt ngày hiếu thắng, chỉ sợ thiên hạ chê cười. Ai thật, sao người ngoài có thể cảm thông mà người trong nhà thì lại không thể. Người ngoài á? Em nói cái gì? À không, tuy em không phải là mẹ của My,
Nhưng dù sao em cũng có một phần đồng cảm với My. Thời gian này nếu anh rảnh thì hãy đến với con. Mà tình cảm của hai bố con dạo này cũng tốt lên rồi đúng không? Biết đâu sự quan tâm của bố sẽ làm cho My nó bớt buồn hơn. Mà nếu như anh muốn bù đắp tình cảm cho My thì đây là thời điểm tốt nhất đấy. Sẽ làm gì hơn chờ anh chào, sẽ can đảm nắm chặt tay anh hay hờ buông tay trong tuyệt vọng. Nếu một ngày ta sẽ mãi mãi xa nhau, anh có nuối tiếc những điều anh đã và nói cô đơn tranh nhau về chỉ mình em.